Thi công tắm giữa ốp trần có đắt không Kim Hoa? Làm cho phòng 15m² thì ốp hết bao nhiêu tiền vậy Kim Hoa? Dạo này Kim Hoa nhận được rất nhiều câu hỏi tương tự như thế này. Nên là nhân hôm nay đi quay một công trình ốp trần giữa giật cấp, Kim Hoa cũng vừa quay vừa trả lời đến các anh chị nhà mình luôn nha. Để mình có thể tham khảo cũng như là cân nhắc chi phí thi công cho nhà của mình ha. Xin chào các anh chị đang xem video của Cosmos Việt Nam, lại là Kim Hoa chuyên review về các vật liệu ốp lát nội ngoại thất hot nhất hiện nay đây ạ. Để theo dõi nhiều nội dung đặc sắc và mới nhất, đừng quên bấm subscribe kênh Cosmos ngay hôm nay nha. Quay trở lại với nội dung chính video đưa ra là mức giá tham khảo. Các anh chị cùng Kim Hoa điểm qua một số yếu tố ảnh hưởng đến giá thi công tấm nhựa ốp trần như sau nha. Thứ nhất là khung xương sử dụng. Ở đây có rất nhiều loại khung xương, từ khung xương sắt nè, khung inox, khung treo trần thạch cao. Mỗi loại khung đã có cái chi phí khác nhau rồi. Chưa kể mình muốn làm dạng ốp sát trần hay là trần treo nữa, thì cái lượng thanh sắt nó cũng khác nhau nha các anh chị. Ngoài ra nếu tận dụng phần khung xương treo trần cũ đã có sẵn thì cái chi phí nó cũng sẽ khác đi. Ví dụ như công trình ngày hôm nay là ốp tấm Cosmos lên phần khung treo trần cũ thạch cao nè. Chủ nhà sẽ tiết kiệm được một phần tiền khung treo trần luôn đó. Thứ hai là kiểu ốp trần nữa. Trần càng kiểu cọ, thi công càng khó, càng phức tạp thì chi phí nó càng cao đúng không các anh chị? Như trần hôm nay các anh thợ đang thi công là kiểu trần giật cấp. Kiểu này đòi hỏi thợ phải có nhiều kinh nghiệm hơn và khá là phức tạp. Ốp các góc ngoài cũng đòi hỏi thợ phải khéo mới làm đẹp được nha. Ngoài ra còn phải cắt tấm Cosmos khá là nhiều, có thể dẫn đến là hao hụt vật tư nữa. Bởi vậy sẽ có mức giá cao hơn so với trần phẳng. Mình không thể so sánh sao mà cũng là ốp trần, cũng nhiêu đó mét vuông mà sao kiểu cọ thêm chút xíu giá lại cao hơn hẳn đúng không các anh chị? Thứ ba là giá cả vật tư nha. Mình cần trao đổi với bên thi công là chọn chất lượng tấm ốp như thế nào nữa. Nhiều bên chọn hàng kém chất lượng, rồi từ đó cái giá hoàn thiện sẽ rẻ. Còn bên khác chọn cái tấm chất lượng cao hơn thì giá hoàn thiện cũng sẽ nhỉnh hơn chút xíu ha. Mình không hỏi kỹ lại cho rằng bên báo giá cao là thi công mắc thì cũng không có chuẩn đúng không các anh chị? Chưa kể khi thi công mình cần thống nhất cái giá đó đã bao gồm phụ kiện luôn chưa? Nếu chưa thì tính phí như thế nào của phụ kiện đó nữa? Nhiều khi nhỏ nhặt mà cộng lại cũng không có hề nhỏ đâu nha các anh chị. Nhiều anh chị hay comment và nhắn tin cho Kim Hoa là sao mấy cái video giới thiệu không có báo giá cụ thể luôn đi, để ai có nhu cầu thì họ làm. Không phải là Kim Hoa muốn giấu gì đâu nha các anh chị. Các anh chị xem tới đây thì chắc cũng đã hiểu nãy giờ Kim Hoa liệt kê mỗi kiểu thi công nè, mỗi nhà thì đã đều rất là khác nhau rồi đúng không ạ? Bởi vậy chưa trao đổi với nhau mà báo giá chính xác thì rất là khó luôn. Phải trao đổi qua về nhu cầu nè, về đặc điểm công trình thì mình mới báo một cái con số chính xác được đó các anh chị. Chứ giờ Kim Hoa khẳng định chắc nịch là cái giá như vậy. Rồi sau này thợ báo giá khác đi thì anh chị lại tưởng Kim Hoa không có uy tín thì có oan cho em không ạ? Ở đây Kim Hoa sẽ đưa ra một cái mức giá chung chung để các anh chị mình tham khảo thôi. Đối với cái kiểu trần thông thường thì các mức giá sẽ rơi vào 600 hoặc là 700 ngàn một mét vuông ha. Còn với kiểu trần giật cấp thì khoảng đâu đó 900 đến 1 triệu mét vuông á các anh chị. Phòng của mình diện tích bao nhiêu thì mình có thể nhân lên để đoán chừng cái mức phí giùm em nha. Đây là cái mức giá Kim Hoa đưa ra để các anh chị mình tham khảo thôi. Còn thực tế công trình nhà mình chọn vật tư gì nè, phụ kiện ra sao, độ khó của công trình như thế nào thì chi phí cuối cùng cũng sẽ khác đi nha các anh chị. Để trao đổi chi tiết thì các anh chị có thể để lại comment, Kim Hoa sẽ tư vấn từng trường hợp cụ thể nha. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam.